Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình, đến với kênh của mình. Đấy. Thì hiện tại mình đang có một dự định đó là bỏ nhà ra đi mọi người. Mình quyết tâm đi bụi, bỏ hết việc, bỏ hết, đi bụi. Nhưng mà đi bụi, trước khi đi bụi thì đi ăn sáng. Ăn sáng đã, nó bụng quá. Mình sẽ đi bụi bằng con xe của mình. Đó. Đầy xăng chưa? Ừ, xăng vẫn chưa đầy, đã tí đổ thêm. Đây là gọi là cam hành trình nha mọi người. GoPro cam hành trình. Đó. Sẽ quay lại hành trình. Mình đi. Đấy. Thế rồi không có gương, bây giờ phải đi lắp gương đã rồi mới ăn sáng. Lắp gương đã. Không đi xa mà không có gương thì công an tuyết chết. Đây thì mọi người biết mình đi đâu rồi đúng không? Đúng. Mình sẽ đi phượt Hà Giang nha mọi người. Đi Hà Giang đi mình. Hiện tại thì mình đã lắp gương cho xe rồi, đổ xăng cho người rồi. Bây giờ mình sẽ đi đổ xăng cho xe máy, để là có xăng thì mới đi được, chứ không có xăng sao mà đi được đúng không? Mà hôm nay mình chọn quả ngày đi bụi hợp lý vãi chưởng. 18 độ C, 18 độ C mà đi Hà Giang. Biết đi kiểu gì đây, mọi người cùng đi theo mình nhá. Chưa biết đường đi cơ mọi người. Bây giờ phải xuất phát rồi. Phát sẽ đi đường nào? Không biết đường chết thôi. Chưa đi bao giờ mà. Ở đây có ai giống mình không? Đi đường lạnh ấy. Đi đường lạnh là kiểu bị đau tai ấy. Rất là đau tai. Nên là bây giờ mình phải dừng xe mình mua một cái trực tai. Đó, chị đang lấy cho mình một cái trực tai. Không kiểu bị lạnh quá nó sẽ bị đau tai. Nghĩ không lạnh nữa đây là cất vào hả chị? Đúng rồi. Bảo là nghĩ cái đời không lạnh nữa đây là cất là không bán nữa à? Cất rồi. Bao tiền đấy chị? Bao tiền đấy chị? 30.000 rồi. Tại vì cái này bán mùa đông thôi, cặp này nó không lạnh mấy nữa. 25 được không? Được. 25 nhá. 25 tiền lẻ. Đó chị nhá. Đó. Tai ập. Đi tin luôn. Không, chạy trời lạnh đau tai lắm. Bây giờ thằng Google Maps nó chỉ cho mình ở đường này mọi người. Mình đi mà toàn vào coi thế này. Nó không biết đi đường nào.
map đã. Toàn bộ là đều phải đi theo Google Map. Đấy. Map chỉ như thế nào thì mình đi như thế đấy. Mong là nó chỉ cho đúng đường thôi. Mong nó chỉ cho đúng đường thôi. Vâng, rồi mọi người ơi. Mình thấy là trời hơi mưa mưa rồi mà mọi người đi ngược lại phía mình là cũng mặc áo mưa. Mà trên người mình không hề có một cái áo mưa nào. Đây xe mình đây mọi người. Hiện tại thì đường sóc quá mà rụng cả gương. Gương rụng rồi đấy. Trời ơi, gương rụng rồi đấy. Ba tiếng nữa là đến Hà Giang. Nhưng mà mình chạy thì chắc tầm 2 tiếng rưỡi thôi. Đấy là 3 tiếng mà dự tính ở trên Google Maps. Còn
Thực tế thì chắc tầm 2 tiếng rưỡi. Ăn xong rồi đi tiếp. Cho xe nó nghỉ tí. Xe nghỉ, người nghỉ. Bụi quá. Bay lên đây trời nó lại ráo ráo tí, không mưa. Thì đi mình lại quay tiếp nha mọi người nhé. Ăn cái bánh mì gì nào? Bánh mì gì đó. Thôi đợi một tí người ta đưa ra rồi theo một bánh mì gì. Bánh mì trứng xúc xích là bánh luốc ba tê, người ta gọi là bánh mì thập cẩm đó. Đã ăn phở rồi giờ ăn bánh mì rồi. Nhanh để ở đấy thôi, ăn xong còn đi nó ngon. Nói ăn gì ngon. À, bánh mì uống lắm một khúc nữa là tỉnh ngủ. Tôi lúc nãy chạy buồn ngủ luôn ấy.